con hân hoan tiến bước về với mẹ ta bao. Nhìn mẹ trên non cao, ôi vui sướng biết là dường nào. Mẹ đã mang thông ơn từ trời cao. Chúng con xin cảm tạ mẹ ta bao. Ta bao xin cầu cho chúng con giữa thế giới hôm nay đang ước ao khát khao hòa bình, chiến tranh hận thù đang tràn lan khắp mọi miền. Xin mẹ dạy chúng con biết phụng thờ Thiên Chúa, lắng nghe và thực thi lời Chúa dạy, yêu tha nhân phục vụ để nước Chúa lan rộng. Đoàn con hân hoan tiến bước về với mẹ ta bao. Nhìn mẹ trên non cao, ôi vui sướng biết là dường nào. Mẹ là mang thông ơn từ trời cao. Chúng con xin cảm tạ mẹ ta bao. Bao xin cầu cho chúng con giữa thế giới bao la đang héo hon khát khao tình người, khao khát chân thành thay trẻ theo dối gian lộng lừa. Xin mẹ dành chúng con quay trở về với Chúa, sống giao truyền tình yêu như Chúa dạy, đem tin yêu cho đời làm sáng danh Chúa trời. Hoan tiến bước về với mẹ ta bao. Nhìn mẹ trên non cao, ôi vui sướng biết là dường nào. Mẹ là mang thông ơn từ trời cao. Chúng con xin cảm tạ mẹ ta bao. Lạy mẹ ta bao, xin dạy con tán dương. Sao sao Chúa uy linh đã đoái thương đến linh địa này, đây núi chập trùng trăm ngàn hoa nở khoe sắc màu. Con thì thầm khấn xin, xin mẹ thương an ủi, biết bao người lầm than quạnh đau trong cơn bệnh. Xin yêu thương hộ phù để bớt nỗi ưu phiền. Đoàn con hân hoan tiến bước về với mẹ ta bao. Nhìn mẹ trên non cao, ôi vui sướng biết là dường nào. Mẹ là mang thông ơn từ trời cao. Chúng con xin cảm tạ mẹ ta bao. Này toàn dân Chúa đang tìm nơi nóng nương, Chúa biết chúng con đây mang xác thân mong manh phàm hèn. Khắp bốn phương trời đã về đây khấn xin mẹ. Xin mẹ dành chúng con quyết một lòng kính Chúa. Chúa là nguồn cậy trông, đoàn con luôn trông cậy, luôn tin yêu một niềm lòng tin khắp nơi Ngài. Đoàn con hân hoan tiến bước về với mẹ ta bao. Nhìn mẹ trên non cao, ôi vui sướng biết là dường nào. Mẹ là mang thông ơn từ trời cao. Chúng con xin cảm tạ mẹ ta bao. Chúng con xin cảm tạ mẹ ta bao.